Đỏ thế nhỉ? Anh vừa đi đâu đó? Anh đi vệ sinh đi đâu? Đưa điện thoại cho em. Thứ nhất, anh vào nhà vệ sinh mà em không nghe thấy tiếng dội nước. Thì anh... Thứ hai, ở trong đó không có mùi khói thuốc, có nghĩa là anh không vào đó để hút thuốc. Thứ ba, pin của iPhone 6 chỉ có 1810mAh, có thể chơi game trong vòng 6 tiếng đồng hồ. 1% là 4 phút. Từ nãy giờ anh vào trong đó là 8 phút. Hồi nãy anh vô là 85%, bây giờ là 83%. Anh nói đi, nói thiệt đi, anh vô trong đó làm gì? Anh chỉ vào đây... Anh làm cái gì? Anh chỉ vào đây chơi game một tí thôi mà. Đăng nhập và tham gia ngay các sự kiện của Live 2 Revolution.